Xin chào quý vị và các bạn. Trong ngày mai, thời tiết tại các tỉnh miền Bắc được dự báo sẽ phổ biến ít mưa vào ban ngày, trời có nắng và có phần hơi oi nóng. Tuy nhiên, khả năng từ khoảng đêm mai sang ngày 14 tháng 6 sẽ áp thấp có khả năng bị nén và dịch chuyển dần xuống phía Nam và sẽ có trục đi qua khu vực Bắc Bộ, lại kết hợp với hội tụ gió ở độ cao 5.000m sẽ là tác nhân khiến cho mưa dông gia tăng nhanh chóng tại khu vực Bắc Bộ. Do mưa nhiều nên nhiệt độ sang ngày 14 tháng 6 có thể giảm khoảng 2-3 độ, phổ biến ở ngưỡng từ 27-30 độ, tăng nhẹ khoảng từ 1-2 độ trong ngày 15 tháng 6. Lùi xuống các tỉnh miền Trung, nắng nóng được dự báo sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới. Mức nhiệt cao nhất ngày tại khu vực Trung Trung Bộ và cả Nam Trung Bộ sẽ phổ biến dao động ở mức là từ 33-37 độ, có nơi có nắng nóng gay gắt và nhiệt độ dao động xung quanh ngưỡng 37 độ. Riêng tại khu vực từ Thanh Hóa cho tới Hà Tĩnh, khả năng trong ngày 14-15 tháng 6, nắng nóng sẽ dịu dần do mưa dông có xu hướng gia tăng ở diện rải rác. Cục bộ có mưa vừa đến mưa to xuất hiện do chịu tác động ít nhiều từ các hình thế gây mưa ở phía Bắc. Còn tại phía Nam, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác về chiều tối, nhưng thời gian mưa không kéo dài và diện mưa cũng không đều. Trong ngày trời có nắng với nhiệt độ cao nhất trong khoảng từ 30-33 độ tại khu vực Tây Nguyên và khoảng 32-34 độ tại các tỉnh thành thuộc khu vực Nam Bộ. Trên biển, khu vực Bắc và giữa Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa tiếp tục thịnh hành gió ở hướng Tây Nam đến Nam với cường độ khoảng cấp 4, cấp 5. Thời tiết trên các vùng biển này phổ biến ít mưa, tầm nhìn xa thông thoáng. Từ ngày 14 tháng 6, mưa dông bắt đầu xuất hiện. Còn khu vực Nam Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa còn khoảng từ 4-10 km.